Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Bạc Liêu, trong ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa lớn với lượng mưa từ 40 đến 120mm. Trong đó, các khu vực như thị trấn Ngang Dừa, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, xã Tân Phong, thị xã Gia Rai. Cảnh báo trong mưa dông sẽ có những hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp, các tuyến đường đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, buôn bán của người dân, cũng như ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.